Chào các bạn. Chắc là bây giờ các bạn sẽ thấy là cái đang là buổi tối đúng không? Thấy là nó khá là bất ổn, không bình thường. Ngày hôm nay sẽ là một cái hình ảnh chân thực nhất về cái việc mà mình sẽ làm những cái điều mà mình đã hứa với các bạn. Lúc nãy là mình vừa gọi cho bên giao hàng ấy, người ta nói là phải gửi ngay sáng mai người ta sẽ nhận và mình sẽ gửi ngay. Không là người ta sẽ không nhận nữa. Và cũng báo tin buồn với một số bạn ở xa, thì hàng ở xa thì bên giao hàng các bạn ấy nói là tốt nhất là không nên gửi nữa, bởi vì là gửi thì nó sẽ khó mà đến nơi được. Chính vì như thế là có lẽ là hẹn các bạn ra Tết nếu các bạn còn thiết tha, còn không thì chúng ta sẽ chờ cái mùa sau, mùa tới. Còn mình sẽ gửi các bạn ở Thanh Hóa này, ở Hải Phòng, ở Hà Nội ngay trong ngày mai và ngày Chủ nhật đấy các bạn. Có thể cái video này đến với các bạn thì mình đã gửi rồi, thì các bạn sẽ chờ nhá. Mình sẽ gửi cho bạn nào ở Thanh Hóa nhiều hơn, không phải vì ưu tiên đồng hương đâu, mà là vì gửi chắc là nó sẽ đến sẽ an toàn hơn. Còn những các bạn khác ở xa thì mình gửi ít thôi cho nó đỡ ship cho các bạn. Nếu mà nó đến nó không ổn ấy, không ok ấy, thì nó cũng sẽ đỡ cho các bạn. Đây có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mình quay một cái video vào buổi tối, và cũng là một cái video nó thể hiện chân thực nhất cái việc mà lâu nay mình đã đang theo đuổi, đó là một cái đam mê chia sẻ với các bạn những cái niềm vui, cái sở thích. Hy vọng là sẽ lan tỏa được đến các bạn và các bạn cũng thấy được cái sự rất là thật, rất là chân thành trong cái việc mình đang làm. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình, chúng ta xem là mình sẽ đóng gói cây dâu tây nhé. Thank you.
Như vậy là mình đã gói xong cái hàng cho một số bạn nhé. Nhắc lại là chỉ có một số bạn ở gần thôi các bạn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội. Còn các bạn ở Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Định nhiều lắm. Nhưng mà như mình nói ở lúc trước ấy, là mình không gửi nữa, bởi vì nó xa, cái việc mà các bạn có thể nhận được là rất ít, khả năng các bạn nhận được là rất ít, cho nên là không gửi nữa, mất công cả mình và cả các bạn. Hẹn các bạn là ra Tết, nếu mà các bạn còn thiết tha muốn trải nghiệm thì mình sẽ tiếp tục, còn không thì chúng ta sẽ hẹn cái mùa tới nhé. Mùa tới thì tầm tháng 10, tháng 11 năm nay thôi các bạn, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, rất là nhanh. Đấy, hôm nay có thể nói là một cái trải nghiệm rất là thú vị, làm việc ban đêm. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.